Bông Patro giới thiệu sản phẩm mới. Tàu ngầm Patroller 2 trong 1, sở hữu khả năng chuyển đổi linh hoạt, vừa có thể lặn dưới biển, vừa có thể bay trên không. Sau biển gặp nạn cần được giải cứu, tàu ngầm Patroller nhận nhiệm vụ khởi động đèn chiếu sáng và còi báo hiệu. Đã tìm được rồi, đạp phao cứu sinh và bắn. Tụi mình làm được rồi. Việc gì khó đã có đội chó cứu hộ. Nhanh tay tìm mua ngay tàu ngầm Patroller, hiện có bán tại các cửa hàng Magnum trên toàn quốc.